Tăng trưởng kinh tế Việt Nam khó đạt mục tiêu 6,7% mà chính phủ đề ra trong năm nay. Đây là nhận định được tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu Đại học Fulbright, đưa ra tại buổi tọa đàm đánh giá kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm, nhận định các chính sách nổi bật của chính phủ diễn ra vào ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê, quý 1 năm nay, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt 5,1%, giảm so với tốc độ tăng trưởng 5,5% của cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh nhận định, sự sụt giảm này không chỉ đơn thuần về mặt con số, mà còn bộc lộ sau đó nhiều vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam. Nguyên nhân sụt giảm tăng trưởng GDP quý 1 được tiến sĩ Tự Anh lý giải chủ yếu là do sự sụt giảm của khu vực công nghiệp xây dựng. Trong khi tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản và dịch vụ đều cao hơn so với cùng kỳ, thì khu vực công nghiệp xây dựng lại giảm, chỉ đạt 4,2% so với mức 6,7% của cùng kỳ. Nguyên nhân của việc giảm tăng trưởng của khu vực này là đến từ sự sụt giảm mạnh của lĩnh vực công nghiệp, mà trong đó chủ yếu đến từ ngành khai khoáng và điện thoại linh kiện. Cụ thể, lĩnh vực khai khoáng sụt giảm 10%, trong khi mức sụt giảm của cùng kỳ chỉ có 1,2% do giảm khai thác dầu thô. Điện thoại và linh kiện giảm 10,7%, trong khi cùng kỳ tăng trưởng đến 14,2% do Samsung gặp sự cố với Galaxy Note 7. Nhìn từ góc độ sử dụng GDP, nguyên nhân sụt giảm tăng trưởng còn được lý giải là do thâm hụt thương mại tăng lên. Cụ thể, nhập siêu quý 1 đã làm giảm GDP Việt Nam đến 4,42%, trong khi đó con số này của quý 1 năm 2016 chỉ gần 1,5%, chủ yếu là do nhập siêu tăng lên từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Nguyên nhân tăng nhập siêu cũng từ Samsung. Theo tiến sĩ Tự Anh, các con số cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của nền kinh tế Việt Nam vào FDI. Nhận định tình hình các quý còn lại, tiến sĩ Tự Anh cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay là bất khả thi, bởi muốn đạt được con số này, GDP các quý còn lại phải tăng trung bình 7%, đây là con số không thể thực hiện được trong điều kiện năng suất lao động và thực tế sản xuất như hiện nay. Tăng năng suất và hiện nay chúng ta đang có vấn đề trầm trọng. Nếu nói về mặt ngắn hạn hơn ấy, thì thực ra như tôi đã có dịp trình bày lúc trước là nếu như chúng ta bơm thêm ít dầu với cái giá dầu đang tăng so với năm 2016 ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thôi. Nhưng mà đấy sẽ không phải là một cách tăng trưởng GDP bền vững. Nếu như tiếp tục bơm tiền thì nguy hiểm nhất là tín dụng sẽ được phân bổ không hiệu quả, mà như ví dụ của anh nói là sẽ được bơm vào bất động sản này, thì nó tạo ra một cái bong bóng bất động sản, và đồng thời tạo ra bong bóng bất động sản không nguy chưa nguy hiểm bằng là nó tạo ra một tình trạng là kinh doanh những ngành gọi là sản xuất thực thì không bằng đầu cơ vào bất động sản và chứng khoán. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay theo kịch bản lạc quan nhất được các chuyên gia nhận định chỉ có thể đạt từ 6,3 đến 6,5%.